thấy người đẹp khóc mà làm ngơ đặng đành hả? Chiều theo ý mình, tôi sẽ không làm ngơ với cổ. Thôi, ở đây đi. Văn Tân bây giờ đã bị dẹp an rồi. Bây giờ lối buôn bán của ổng đang chờ người tiếp quản. Tôi nói với Mông Sự Kính cho mình tiếp quản, mình chịu không? Mình nói thiệt chứ, buôn bán của ổng kéo dài suốt lục tỉnh miền Tây, bao gồm cho dây nợ, bến bãi tàu thuyền. Mình cho tôi tiếp quản hết sao? Chuyện tốt phải để cho người nhà mình hưởng chứ. Mà mình nè, sao mình có thể xử lý vụ của ông Văn Tân nhanh gọn quá vậy? Có gì đâu mà khó. Nằm đã nhờ Mông Sự Kính ra tay ghép tội buôn thuốc phiện và giết người cho ông Văn Tân vô tù. Có Mông Sự Kính ra tay, dù không có tội cũng thành có tội. Huống chi ông Văn Tân cũng có dính líu tới mấy vụ làm ăn phi pháp. Mình đối với tôi tốt quá, làm sao tôi đền đáp được cho mình đây? Lúc mình bị tôi nói chém, lòng tôi xốn xang lắm. Nói gỡ, lỡ như mình có bề nào, chắc tôi buồn mà chết quá. Mình nói bậy gì vậy? Từ bữa đó cho đến nay, trong năm kỉnh này và ngay trong đầu này, tất cả tên Kim Phan đã có vị trí đặc biệt, còn hơn cả người đầu ấp tay gối. Tôi biết là mình có vợ, nhưng tôi không muốn mình bỏ vợ để đòi danh phận đâu. Làm như vậy thấy bất nhân lắm. Tôi chỉ mong mình một lòng một dạ thương tôi là đủ lắm rồi. Giá mà tôi gặp được mình sớm hơn. Bây giờ tôi mang tiếng có vợ rồi mà cũng như chưa. Ủa, sao vậy? Bữa cổ còn lên thăm mình mà. Bộ vợ chồng mình ly dị hả? Lúc tôi ở dưới quê á, nhà tôi thúc quá, tôi phải lấy cổ. Tuy kết vợ chồng son nhưng mà không có cưới hỏi, không có làm hôn thân hôn thú chi hết đó. Là như vậy đó, nên tôi có tiếng mà không có miếng, có vợ mà cũng như không à. Mình có coi tôi như vợ của mình không? Đương nhiên rồi, mình là vợ tôi. Ngoài mình ra tôi không có ngó ngàng chi trai hết trơn đó.